Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng của tác giả Vĩ Ngư. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 21. Cải gọi là nông trường thực chất là một thôn dựa núi. Chất đất nơi ấy không thích hợp để trồng hoa màu nhưng lại rất hợp để trồng cây thuốc. Người dân có đầu óc khôn khéo bắt đầu chuyển hướng sang trồng thuốc. Sau một năm thu được lợi nhuận khả quan, các nhà kế bên cũng học theo người năm mẫu, người ba mẫu. Lâu dần thôn bỗng nổi tiếng về trồng thuốc, hàng năm có không ít thương lái tơi thu mua. Viêm Hoàn Sơn là người nhìn ra cơ hội buôn bán ở đây sớm nhất. Cảm thấy cái hình thức xưởng gia đình nhỏ lẻ không có năng suất, ông ta muốn gom hết cả tài nguyên trong thôn lại. Biến những người nông dân tự cấp, tự túc thành người làm thuê cho mình bằng cách thành lập công ty dược liệu vừa thu mua cây thuốc bên ngoài vừa tự gieo trồng. Ý tưởng ấy rất hay nhưng để thực hiện được lại chẳng đơn giản. Một là công việc làm ăn vốn có của ông ta đã chiếm rất nhiều thời gian, sức lực rồi. Hai là bao nhiêu thủ tục, giấy tờ cần làm, lại còn phải có được sự đồng ý của người dân nên mãi tới khi ông ta chết công ty vẫn chưa khởi công. Những chuyện sau đó đều do một mình Lâm Hỷ Nhu gánh vác. Tóm lại là khi Lâm Linh lên cấp 3, căn cứ bắt đầu vận hành mà Lâm Hỷ Nhu cũng gần như không về nhà nữa. Phần lớn thời gian ả dành cả cho cái căn cứ ấy. Nghỉ hè năm lớp 11, Lâm Linh tới nông trường chơi. Khi ấy viêm thác cũng ở nông trường để hoàn thành bài thực tập tốt nghiệp. Ở nông trường có một căn nhà ba tầng với diện tích rộng lớn dùng để làm kho chứa và là nơi xử lý dược liệu như rửa, cắt nhỏ và phơi khô cây thuốc. Ngày đầu tiên tới căn cứ Lâm Linh đã quyết định mỗi ngày leo cầu thang 20 lần để giảm cân nhưng vừa mới leo cô đã phát hiện ra căn nhà này không chỉ có ba tầng dưới mặt đất còn tầng hầm nữa nhưng cánh cửa của lối đi xuống hầm đã bị khóa lại nghe bảo dưới đó chứa những máy móc hồng và những cây thuốc kém chất lượng để cuối năm tiêu hủy lâm linh chẳng hề hứng thú với cái tầng hầm khiến người ta liên tưởng tới sự âm u đầy tơ nhện và những con chuột chạy quanh hôm đó khi tới câu thang tầng trệt cô phát hiện cửa sắt không khóa và phía sau nó dường như có tiếng của lâm hỉ nhu Lâm Linh mừng rơn bởi đã lâu rồi cô không gặp Lâm Hỷ Nhu, người di cô yêu quý. Trên thế giới này, chỉ có mình di Lâm là quan tâm, đối xử dịu dàng với cô nhất. Cô tung tăng chạy tới, đi vào sau cánh cửa sắt. Bên trong là một thế giới khác hẳn bên ngoài. Nó u ám, yên tĩnh, lộn xộn với những vật dụng, máy móc hỏng vứt khắp nơi. Trong tia sáng chiếu vào từ khe cửa là những hạt bụi li ti giang bay múa. Lâm Linh nghi ngờ mình nghe nhầm, sao trong này lại có tiếng nói chuyện của Lâm Hỷ Nhu được chứ? Dì Lâm là sếp, là lãnh đạo, có kiểm tra cũng sẽ không kiểm tra cái nơi quái quỷ này. Ngay lúc cô ủy oải định đi ra thì bông tít bên trong có tiếng kêu thảm thiết của một người đàn ông. Tiếng kêu đó quá đột ngột, tuy chỉ kéo dài trong vài giây nhưng vẫn đủ để khiến người ta sờn tóc gáy. Lâm Linh sợ vô cùng nên ngay cả việc nói chuyện để tiếp thêm can đâm cho mình cô cũng chỉ lý nhí. Ai vậy? Không ai trả lời nhưng một lát sau lại xuất hiện một âm thanh nho nhỏ như ai đó nức nở. Âm thanh ấy quá nhỏ, Lâm Linh không thể nghe rõ. Sau một thoảng do dự, cô bước nhẹ chân về nơi có âm thanh. Sau này nghĩ lại, cũng may năm ấy chưa phổ biến món camera nếu không cô đã bị phát hiện từ lâu rồi cuối tầng hầm là một chiếc rèm nhựa dày nặng buông thông. Cái loại rèm thường được các trung tâm thương mại sử dụng trong mùa đông do nó cách âm tốt và chân được gió nữa. Đầu bên kia tâm rèm có ánh đèn. Lâm Linh nuốt nước miếng, vén rèm lên đi vào. Không ngờ lại là một cầu thang nổi xuống bên dưới nữa. Dưới tòa nhà này không chỉ có một tầng hầm. Cô gión rén bước xuống dưới vài bậc thang, âm thanh kia đã rõ ràng hơn. Đó là tiếng khóc lóc cầu xin của một người đàn ông. Tiếng van xin đó rất yếu ớt, Huê hoài tựa như tiếng kêu thảm thiết vừa dối đã lây đi hết sức lực của ông ta. Lâm Linh nghe ông ta nói, xin các người tha cho tôi. Tôi để hết tiến lại cho các người. Tôi còn một đứa con gái, An An mới học lớp 9 thôi. Nếu tôi chết nó sẽ thành mồ côi, không nơi nương tựa. Sau này nó biết phải làm sao đây? Nói rồi ông ta lại khóc, khóc đến nức nở. Lâm Linh sợ run cả người, cô tưởng mình gặp phải hiện trường vụ giết người cướp của. Bỗng cô nghe được giọng Lâm Hỉ Nhu, vẫn cái giọng nói dịu dàng thân thiết ấy, anh yên tâm đi. Chúng tôi sẽ chăm sóc con gái anh. Dì Lâm ư, Lâm Linh ngơ ngác, sao lại là dì Lâm chứ? Sao dì Lâm có thể giết người cướp của được? Dì ấy giàu thế cơ mà. Tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông lại vang lên, nó đi đôi với những tiếng bịch, bịch khi cây gậy đánh vào xương thịt. Dù không nhìn thấy tận mắt nhưng Lâm Linh cũng có thể mường tượng ra khung cảnh thảm thương ấy. Cô ngồi sững sờ trên cầu thang, run rẩy ôm chặt đầu gối và cuộn tròn người lại. Trong lúc đó cô còn nghe được thêm mấy câu. Một câu là Lâm Hỷ Nhu nói, chú ý đừng đánh chết nhé. Phải giữ người còn sống. Một câu là gấu đen nói, vâng, em biết trứng mực mà gấu đen là người mới xuất hiện bên cạnh lâm hỷ nhu mấy tháng gần đây anh ta cao lớn như cột sắt nắm đấm to bằng đầu trẻ con tên anh ta là tôn hùng nhưng vì người vạm vỡ như con gầu da lại đen nên có biệt danh gấu đen lâm hỷ nhu nói gấu đen là vệ sĩ ả à, mới tới từ nơi khác thiểu kẻ thù nên chuyện thuê vệ sĩ chẳng phải việc gì kỳ lạ người làm ăn đâu hai câu còn lại là của người đàn ông bị đánh đập kia câu đầu tiên là sương xương của tôi gầy tôi và các cô không thù không oàn trời ơi trời ơi an 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 câu thứ hai là các người không được chết yên bình đâu không được chết yên bình cái câu không được chết yên bình cứ được nhắc đi nhắc lại cho tới khi tiếng rên rỉ mỏng dần lâm linh ngồi lặng ở đó một lúc lâu mới run rẩy bước thêm vài bậc thang nữa mảnh đất trống bên dưới không còn ai chỉ còn lại một vũng máu và một vệt máu càng ra xa càng nhạt đi Hiển nhiên gấu đen đã kéo người đàn ông kia đi và Lâm Hỷ Nhu cũng đi cùng. Lâm Linh đứng trước vũng máu ấy, cố gắng thuyết phục mình. Chắc chắn người đàn ông kia là người xấu. Từng hại gì Lâm nên gì mới trả thù lại bằng cách tra tấn kinh khủng này. Tất nhiên tra tấn kiểu này là việc trái pháp luật nhưng chuyện của người lớn phức tạp lắm. Có lẽ, có lẽ gì âm cũng chẳng còn cách nào khác. Lý chỉ mách bảo cô nên rời khói đây ngay tức khắc và coi như chưa từng trông thấy gì không có bất cứ chuyện gì trong đây sau khi ra khói cảnh cửa sắt kia nhưng hai chân không chịu nghe lời cứ run rẩy đi theo đi tiếp vào bên trong cô muốn biết người đàn ông kia bị kéo đi đâu dì lâm bảo phải giữ người sống là không cho người này chết ngay để còn tra tấn lâu dài như trong tv ư cũng có thể là sâu thẳm trong lòng cô vẫn chưa thật sự tin dì lâm sẽ làm ra việc đáng sợ như vậy chỉ khi nào tận mắt trông thấy cô mới chịu hết hy vọng diện tích của tầng hầm thứ hai không tính quá nhỏ tầng hầm được chia làm nhiều phòng có phòng chứa đồ cũng có phòng nuôi cấy nhưng đa phần là chưa xây dựng xong dưới này có rất nhiều hành lang lối rẽ khiến lâm linh chẳng biết phải đi hướng nào sau một hối đi loanh quanh cô đi vào một con đường cụt phía cuối con đường là phòng nuôi cấy lâm linh thử vận tay nắm cửa không ngờ lại mở được thật cô không biết công tắc đèn ở đâu nên chỉ có thể nhìn vào trong qua ảnh đèn hành lang Thứ đầu tiên cô ngửi thấy là mùi bùn đất. Giữa căn phòng này có một mảng lớn không chắc xi măng mà để đất bằng. Nó được chia làm ba ô bằng nhau, mỗi ô lớn chừng một chiếc giường đơn. Bên trên được phủ một lớp ni lông hình vòm, trông hệt như phiên bản mini của nhà kính. Ba nhà kính mini ấy không nằm sát nhau mà cách nhau nửa mét đường lát gạch đỏ. Thật là kỳ lạ, cây thuốc quý giá gì mà phải trống dưới mặt đất và phủ cả ni lông nữa thế này tuy không hiểu nhiều về cây thuốc nhưng lâm linh cũng biết cây cối sinh trường phát triển nhờ ánh mặt trời chứ chưa từng nghe tới loại cây phải trồng tận dưới hầm cô đi tới bên nhà kinh gần nhất ngồi xổm xuống xốc màng ni lông lên xem trống không như thể hạt giống còn chưa nảy mầm lại xốc tấm ni lông thứ hai vẫn cứ trống không trên thực tế ô đất thứ hai này không hề trống không nếu quan sát kỹ càng hơn Lâm Linh sẽ phát hiện dưới bùn đất có thứ gì đó đang bò loanh quanh như một con run lớn. Cô xốc tấm ni lông cuối cùng lên. Vừa xốc lên, cô đã giật bắn mình. Không phải vì sợ mà do quá bất ngờ, bên trong có một người phụ nữ trung niên trần truồng nằm ngủ. Người phụ nữ ấy nằm thẳng, duỗi tay bên người, gương mặt bà ta trắng bệch, rất xấu xí với phần xương mày nhô ra, mũi to cầm ngắn chẳng khác nào người vượn nguyên thủy có thể dễ dàng nhận thấy bà ta vẫn còn sống vì còn đang hít thở. Nhưng vì đất quá xốp, hơn nữa cơ thể ẩn trong đất nên nhìn thoáng qua bà ta hệt như một bức tượng biết hít thở. Sao lại ngủ ở đây nhỉ? Còn không mặc quần áo nữa chứ? Dù hơi ngượng nhưng xuất phát từ sự tò mò của tuổi dậy thì, Lâm Lình có liếc qua bộ phần bí ẩn của bà ta. Công nhân trong xưởng chạy tới đây ngủ à? Ai lại ngủ thế này bao giờ? Chẳng lẽ là kẻ biến thái? nỗi sợ trong lòng Lâm Linh lại bùng lên, có một giọng nói xuất hiện trong đầu cô, kệ đi, mau lên thôi. Cô vội vàng đứng dậy, nhưng cũng thật xui xẻo, do ngồi quá lâu chân đã tê dần nên khi đứng bật dậy, cô bị mất thăng bằng, ngã vào nhà kính. Trong lúc rối ren, Lâm Linh đã chống tay vào một thứ lạnh lẽo mềm mại đùi của người phụ nữ kia. Hiển nhiên hành động này của Lâm Linh đã quấy dày giấc ngủ của người phụ nữ kia. Bà ta ôi một tiếng nhưng vẫn không mở mắt. Tuy vậy nữa người trên của bà ta đã dựng dậy một góc 40 độ so với mặt đất. Nương theo ánh đèn ngoài hành lang, Lâm Linh thấy rõ ràng. Trên lưng người phụ nữ kia không chỉ mình lưng mà đã kéo dài xuống tận eo mọc đầy những tơ máu màu nâu đỏ nối liền với mặt đất. Chúng rậm rạp, um tùm như phải đến hàng nghìn sợi. Những tơ màu ấy không cầm chặt mà rời khói mặt đất theo tư thế ngồi dậy của người phụ nữ kia một mùi hôi thối không ngôn từ nào tả xiết ập tới. Đầu óc lâm linh trống rỗng, cô dở chết khiếp vài giây dối chuẩn bị hà miệng hét lên có người che miệng cô lại từ phía sau và kéo cô vào trong góc khuất. Lâm linh cảm thấy đầu mình đụng phải một lồng ngực vững chai. Tiếp đó cô nghe thấy một giọng nói trầm trầm vang khẽ bên tai, đừng kêu. Có người tới rồi. Viêm thác. Sao viêm thác lại ở đây? Lâm linh ngơ ngác nắm chặt cảnh tay anh, Nghe tiếng tim anh đập, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, khi ấy Viêm Thác còn chưa tốt nghiệp đại học, chưa hết hẳn vẻ ngây ngô nhưng đã có nét đàn ông rồi. Nét mặt anh lúc bấy giờ rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn liếm môi lo lắng. Đúng là có người tới thật, theo tiếng bước chân lại gần, ánh đèn trong hành lang vụt tắt và giọng của gấu đen vang vọng, "Em đã cắt hết đèn rồi, cửa cũng đóng luôn." Trong lúc nói chuyện, anh ta có thò đầu vào lâm linh sợ tới độ suýt ngừng thở may mà gấu đen chỉ nhìn lướt qua mấy nhà kính chứ không chú ý tới góc khuất tối om ngay sau đó anh ta đóng cửa lại trong ngoài đen thui chẳng còn cả tiếng bước chân khiến nơi đây lặng như mố dưới đất đã lâu lâm linh không nói chuyện với viêm thác nhưng khi cùng đối mặt với một bí mật cô bỗng thấy viêm thác thân thiết lạ thường cô run rẩy hỏi anh bằng một giọng gần như thì thầm đây là cái gì thế trong bóng đêm có nghe được câu trả lời của viêm thác, anh cũng không biết. Cuộc gặp gỡ dưới nông trường đã mở ra bước đầu hợp tác của cô và viêm thác. Nếu không vì khi ấy, cánh cửa sắt dưới tầng hầm không khóa, em lại tò mò đi vào thì cuộc sống của em lúc này có thoải mái hơn không? Viêm thác đáp, không có nếu, số phận đã sắp sẵn là em sẽ gặp nó rồi, đi ngủ sớm đi. Lâm linh không nhúc nhích, viêm thác, anh nói xem tại sao dì Lâm lại nhận nuôi em chứ. Viêm thác không trả lời, mấy năm nay Lâm Linh đã hỏi anh câu này không biết bao nhiêu lần rồi. Quả thật anh cảm thấy Lâm Hỉ Nhu không cần phải nhận nuôi Lâm Linh. Nếu nói là thích trẻ con thì có thể tìm ngay trong thành phố, thiếu gì đứa đáng yêu, xinh xắn, hợp mắt đâu sau khi thân với Lâm Linh, anh được nghe cô kể về quê nhà trong ký ức. Rốt cuộc là vì sao Lâm Hỷ Nhu phải đến trốn xa xôi dẫn một người bình thường như Lâm Linh về chứ? chắc chắn là có nguyên nhân gì đây? Sự nghỉ họ ấy anh không nói với Lâm Linh, cũng như lần gặp gỡ nhiếp cửu la này, anh không nói với cô nửa lời. Tuy hai người là đồng bọn hợp tác nên nói hết cho nhau nhưng anh luôn giữ lại một phân suy nghĩ với Lâm Linh. Một là do anh không có cảm giác an toàn, hai là anh cảm thấy Lâm Linh quả yêu đuối. Sống bên người như Lâm Hỷ Nhu không thể là một con cừu non. Mặt khác anh cũng có một câu hỏi y như Lâm Linh. Vì sao Lâm Hỷ Nhu lại giữ anh lại? Vì sao sau khi trực tiếp hoặc gián tiếp khiến em gái anh mất tích, mẹ anh liệt cả người, bố anh chết, à vẫn giữ anh lại, nuôi anh, thậm chí là đối xử tử tế với anh chứ? chương 22 Cái gọi là nông trường thực chất là một thôn dựa núi. Chất đất nơi ấy không thích hợp để trồng hoa màu nhưng lại rất hợp để trồng cây thuốc. Người dân có đầu óc khôn khéo bắt đầu chuyển hướng sang trồng thuốc sau một năm thu được lợi nhuận khả quan các nhà kế bên cũng học theo người năm mẫu người ba mẫu lâu dần thôn bỗng nổi tiếng về trồng thuốc hàng năm có không ít thương lái tới thu mua viêm hoàn sơn là người nhìn ra cơ hội buôn bán ở đây sớm nhất cảm thấy cái hình thức xưởng gia đình nhỏ lẻ không có năng suất ông ta muốn gom hết cả tài nguyên trong thôn lại biến những người nông dân tự cấp tự túc thành người làm thuê cho mình bằng cách thành lập công ty dược liệu vừa thu mua cây thuốc bên ngoài vừa tự gieo trồng. Ý tưởng ấy rất hay nhưng để thực hiện được lại chẳng đơn giản. Một là công việc làm ăn vốn có của ông ta đã chiếm rất nhiều thời gian, sức lực rồi. Hai là bao nhiêu thủ tục, giấy tờ cần làm, lại còn phải có được sự đồng ý của người dân nên mãi tới khi ông ta chết công ty vẫn chưa khởi công. Những chuyện sau đó đều do một mình lãm hỉ nhu gánh vác. Tóm lại là khi Lâm Linh lên cấp 3, căn cứ bắt đầu vận hành mà Lâm Hỷ nhu cũng gần như không về nhà nữa. Phần lớn thời gian ả dành cả cho cái căn cứ ấy. Nghỉ hè năm lớp 11, Lâm Linh tới nông trường chơi. Khi ấy viêm thác cũng ở nông trường để hoàn thành bài thực tập tốt nghiệp. Ở nông trường có một căn nhà ba tầng với diện tích rộng lớn dùng để làm kho chứa và là nơi xử lý dược liệu như dứa cắt nhỏ và phơi khô cây thuốc. Ngày đầu tiên tới căn cứ Lâm Linh đã quyết định mỗi ngày leo cầu thang 20 lần để giảm cân. Nhưng vừa mới leo cô đã phát hiện ra căn nhà này không chỉ có ba táng, dưới mặt đất còn tăng hàm nữa nhưng cành cửa của lối đi xuống hầm đã bị khóa lại. Nghe bảo dưới đó chứa những máy móc hông và những cây thuốc kém chất lượng để cuối năm tiêu hủy. Lâm Linh chẳng hề hứng thú với cải tầng hầm khiến người ta liên tưởng tới sự âm u, đầy tơ nhện và những con chuột chạy quanh. Hôm đó khi tới cầu thang tầng trệt, cô phát hiện cửa sắt không khóa và phía sau nó dường như có tiếng của Lâm Hỷ Nhu. Lâm Linh mừng rơn bởi đã lâu rồi cô không gặp Lâm Hỷ Nhu, người di cô yêu quý. Trên thế giới này, chỉ có mình di Lâm là quan tâm, đối xử dịu dàng với cô nhất. Cô tung tăng chạy tới, đi vào sau cánh cửa sắt. Bên trong là một thế giới khác hẳn bên ngoài, nó u ám, yên tĩnh, lộn xộn với những vật dụng, máy móc hông vứt khắp nơi. Trong tia sáng chiếu vào từ khe cửa là những hạt bụi li ti đang bay múa. Lâm Linh nghỉ ngờ mình nghe nhầm, sao trong này lại có tiếng nói chuyện của Lâm Hỷ Nhu được chứ? Dì Lâm là sếp, là lãnh đạo, có kiểm tra cũng sẽ không kiểm tra cái nơi quái quỷ này. Ngay lúc cô ủy oải định đi ra thì bỗng tít bên trong có tiếng kêu thảm thiết của một người đàn ông. Tiếng kêu đó quá đột ngột, tuy chỉ kéo dài trong vài giây nhưng vẫn đủ để khiến người ta sờn tóc gáy. Lâm Linh sợ vô cùng nên ngay cả việc nói chuyện để tiếp thêm can đảm cho mình cô cũng chỉ lý nhỉ, ai vậy? Không ai trả lời nhưng một lát sau lại xuất hiện một âm thanh nho nhỏ như ai đó nức nở. Âm thanh ấy quả nhỏ, Lâm Linh không thể nghe rõ. Sau một thoảng do dự, cô bước nhẹ chân về nơi có âm thanh. Sau này nghĩ lại, cũng may năm ấy chưa phổ biến món camera nếu không cô đã bị phát hiện từ lâu rồi. Cuối tầng hầm là một chiếc rèm nhựa dày nặng buông thông. Cái loại rèm thường được các trung tâm thương mại sử dụng trong mùa đông do nó cách âm tốt và chắn được gió nữa. Đầu bên kia tấm rèm có ảnh đèn. Lâm Linh nuốt nước miếng, vén rèm lên đi vào. Không ngờ lại là một cầu thang nối xuống bên dưới nữa. Dưới tòa nhà này không chỉ có một tầng hầm, Cô rón rén bước xuống dưới vài bậc thang, âm thanh kia đã rõ ràng hơn. Đó là tiếng khóc lóc cầu xin của một người đàn ông. Tiếng van xin đó rất yếu ớt, huỵ hoài tựa như tiếng kêu thảm thiết vừa rồi đã lấy đi hết sức lực của ông ta. Lâm Linh nghe ông ta nói, "Xin các người tha cho tôi. Tôi để hết tiền lại cho các người. Tôi còn một đứa con gái, An An mới học lớp 9 thôi. Nếu tôi chết nó sẽ thành mồ côi, không nơi nương tựa." Sau này nó biết phải làm sao đây. Nói rồi ông ta lại khóc, khóc đến nức nở. Lâm Linh sợ run cả người. Cô tưởng mình gặp phải hiện trường vụ giết người cướp của. Bổng cô nghe được giọng Lâm hỉ ngu. Vẫn cái giọng nói dịu dàng thân thiết ấy. Anh yên tâm đi. Chúng tôi sẽ chăm sóc con gái anh. Dì Lâm, Lâm Linh ngơ ngác. Sao lại là dì Lâm chứ? Sao dì Lâm có thể giết người cướp của được? Dì ấy giàu thế cơ mà. Tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông lại vang lên, nó đi đôi với những tiếng bịch, bịch khi cây gậy đánh vào xương thịt. Dù không nhìn thấy tận mắt nhưng Lâm Linh cũng có thể mường tượng ra khung cảnh thảm thương ấy. Cô mói sững sờ trên cầu thang, run rẩy ôm chặt đầu gối và cuộn tròn người lại. Trong lúc đó cô còn nghe được thêm mấy câu. Một câu là Lâm Hỷ Nhu nói, chú ý đừng đánh chết nhé. Phải giữ người còn sống. Một câu là gấu đen nói, vâng, em biết chừng mực mà. Gấu đen là người mới xuất hiện bên cạnh Lâm hỉ Nhu mấy tháng gần đây. Anh ta cao lớn như cột sắt, nắm đấm to bằng đầu trẻ con. Tên anh ta là Tôn Hùng nhưng vì người vạm vỡ như con gấu, da lại đen nên có biệt danh gấu đen. Lâm hỉ Nhu nói gấu đen là vệ sĩ ả à, mới tới từ nơi khác người làm ăn đâu thiếu kẻ thù nên chuyện thuê vệ sĩ chẳng phải việc gì kỳ lạ. Hai câu còn lại là của người đàn ông bị đánh đập kia. Câu đầu tiên là xương, xương của tôi gây. Tôi và các cô không thủ không oán. Trời ơi, trời ơi, an an, an an. Câu thứ hai là các người không được chết yên bình đâu, không được chết yên bình. Cái câu không được chết yên bình cử được nhắc đi nhắc lại cho tới khi tiếng rên rỉ mỏng dần. Lâm Linh ngồi lặng ở đó một lúc lâu mới run rẩy bước thêm vài bậc thang nữa mảnh đất trống bên dưới không còn ai chỉ còn lại một vùng màu và một vệt máu càng ra xa càng nhạt đi hiến nhiên gấu đen đã kéo người đàn ông kia đi và lâm hỉ nhu cùng đi cùng lâm linh đứng trước vũng máu ấy cố gắng thuyết phục mình chắc chắn người đàn ông kia là người xấu từng hại gì lâm nên gì mới trả thù lại bằng cách tra tấn kinh khủng này tất nhiên tra tấn kiểu này là việc trải pháp luật nhưng chuyện của người lớn phức tạp lắm có lẽ có lẽ gì âm um, cũng chẳng còn cách nào khác lý trí mách bảo cô nên rời khói đây ngay tức khắc và coi như chưa từng trông thấy gì không có bất cứ chuyện gì trong đây sau khi ra khói cảnh cửa sắt kia nhưng hai chân không chịu nghe lời cử run rẩy đi theo đi tiếp vào bên trong cô muốn biết người đàn ông kia bị kéo đi đâu dì lâm bảo phải giữ người sống là không cho người này chết ngay để còn tra tấn lâu dài như trong tivi ư cũng có thể là sâu thẳm trong lòng cô vẫn chưa thật sự tin Di Lâm sẽ làm ra việc đáng sợ như vậy. Chỉ khi nào tận mắt trông thấy cô mới chịu hết hy vọng. Diện tích của tầng hầm thứ hai không tỉnh quá nhỏ. Tầng hầm được chia làm nhiều phòng. Có phòng chứa đó cũng có phòng nuôi cây nhưng đa phần là chưa xây dựng xong. Dưới này có rất nhiều hành lang, lối rẽ khiến Lâm Lĩnh chẳng biết phải đi hướng nào. Sau một hồi đi loanh quanh, cô đi vào một con đường cụt phía cuối con đường là phòng nuôi cây. Lâm Linh thử vặn tay nắm cửa, không ngờ lại mở được thật. Cô không biết công tắc đèn ở đâu nên chỉ có thể nhìn vào trong qua ánh đèn hành lang. Thứ đầu tiên cô ngửi thấy là mùi bùn đất. Giữa căn phòng này có một mảng lớn không chát xi măng mà để đất bằng. Nó được chia làm ba ô bằng nhau, mỗi ô lớn chứng một chiếc giường đơn. Bên trên được phủ một lớp ni lông hình vòm, trông hệt như phiên bản mini của nhà kính ba nhà kính mini ấy không nằm sát nhau mà cách nhau nửa mét đường lát gạch đỏ. Thật là kỳ lạ, cây thuốc quý giả gì mà phải trồng dưới mặt đất và phủ cả ni lông nữa thế này. Tuy không hiểu nhiều về cây thuốc, nhưng Lâm Linh cũng biết cây cối sinh trường phát triển nhờ ảnh mặt trời chứ chưa từng nghe tới loại cây phải trồng tận dưới hầm. Cô đi tới bên nhà kính gần nhất, mói xổm xuống xốc màng ni lông lên xem. Trống không như thể hạt giống còn chưa nảy mâm lại sốc tấm ni lông thứ hai. Vẫn cứ trống không? Trên thực tế ô đất thứ hai này không hề trồng không? Nếu quan sát kỹ càng hơn, Lâm Linh sẽ phát hiện dưới bùn đất có thứ gì đó đang bò loanh quanh như một con run lớn. Cô xốp tấm ni lông cuối cùng lên. Vừa xốp lên, cô đã giật bắn mình. Không phải vì sợ mà do quá bất ngờ, bên trong có một người phụ nữ trung niên trần chuồng nằm ngủ. Người phụ nữ ấy nằm thẳng, duỗi tay bên người gương mặt bà ta trắng bệch, rất xấu xí với phần xương mày nhô ra, mũi to cầm ngắn chẳng khác nào người vượn nguyên thủy. Có thể dễ dàng nhận thấy bà ta vẫn còn sống vì còn đang hít thở. Nhưng vì đất quả xốp, hơn nữa cơ thể ẩn trong đất nên nhìn thoáng qua bà ta hệt như một bức tượng biết hít thở. Sao lại ngủ ở đây nhỉ? Còn không mặc quần áo nữa chứ? Dù hơi ngượng nhưng xuất phát từ sự tò mò của tuổi dậy thì, Lâm Linh có liếc qua bộ phần bí ẩn của bà ta. Công nhân trong sường chạy tới đây ngủ à? Ai lại ngủ thế này bao giờ? Chẳng lẽ là kẻ biến thái? Nỗi sợ trong lòng Lâm Linh lại bùng lên. Có một giọng nói xuất hiện trong đầu cô. Kệ đi, mau lên thôi. Cô vội vàng đứng dậy, nhưng cũng thật xui xẻo. Do mói quả lâu chân đã tê dần nên khi đứng bật dậy, cô bị mất thăng bằng, ngã vào nhà kính. Trong lúc rối ren, Lâm Linh đã chống tay vào một thứ lạnh lẽo mềm mại đùi của người phụ nữ kia hiển nhiên hành động này của Lâm Linh đã quấy dày giấc ngủ của người phụ nữ kia. Bà ta ôi một tiếng nhưng vẫn không mở mắt, tuy vậy nửa người trên của bà ta đã dựng dậy một góc 40 độ so với mặt đất. Nương theo ánh đèn ngoài hành lang, Lâm Linh thấy rõ ràng, trên lưng người phụ nữ kia không chỉ mình lưng mà đã kéo dài xuống tận eo mọc đầy những tơ máu màu nâu đỏ nổi liền với mặt đất. Chúng rậm rạp, um tùm như phải đến hàng nghìn sợi. Những tờ máu ấy không cầm chặt mà rời khói mặt đất theo tư thế ngồi dậy của người phụ nữ kia. Một mùi hôi thối không ngôn từ nào tả xiết ập tới. Đầu óc lâm linh trống rỗng, cô dở chết khiếp vài giây rồi chuẩn bị há miệng hét lên, có người che miệng cô lại từ phía sau và kéo cô vào trong góc khuất. Lâm linh cảm thấy đầu mình đụng phải một lồng ngực vững chài. Tiếp đó cô nghe thấy một giọng nói trầm trầm vang khẽ bên tai, đừng kêu. Có người tới rồi. Viêm thác, sao viêm thác lại ở đây? Lâm Linh ngơ ngác nắm chặt cánh tay anh, nghe tiếng tim anh đập. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, khi ấy viêm thác còn chưa tốt nghiệp đại học, chưa hết hẳn vẻ ngây ngô nhưng đã có nét đàn ông rồi. Nét mặt anh lúc bấy giờ rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn liểm môi lo lắng. Đúng là có người tới thật, theo tiếng bước chân lại gân, ánh đèn trong hành lang vụt tắt và giọng của gấu đen vang vọng, em đã cắt hết đèn dối cửa cũng đóng luôn. Trong lúc nói chuyện, anh ta có thỏ đầu vào. Lâm Linh sợ tới độ suýt ngừng thở. May mà gấu đen chỉ nhìn lướt qua mấy nhà kinh chứ không chú ý tới góc khuất tối om. Ngay sau đó anh ta đóng cửa lại. Trong ngoài đen thui, chẳng còn cả tiếng bước chân khiến nơi đây lặng như mỗ dưới đất. Đã lâu Lâm Linh không nói chuyện với viêm thác nhưng khi cùng đối mặt với một bí mật, cô bông thấy viêm thác thân thiết lạ thường. Cô run rẩy hỏi anh bằng một giọng gần như thi thầm, đây là cái gì thế? Trong bóng đêm, cô nghe được câu trả lời của viêm thác, anh cũng không biết. Cuộc gặp gỡ dưới nông trường đã mở ra bước đầu hợp tác của cô và viêm thác. Nếu không vì khi ấy, cảnh cửa sắt dưới tầng hầm không khóa, em lại tò mò đi vào thì cuộc sống của em lúc này có thoải mái hơn không? Viêm thác đáp, không có nếu, số phận đã sắp sẵn là em sẽ gặp nó rồi đi ngủ sớm đi. Lâm Linh không nhúc nhích, viêm thác, anh nói xem tại sao dì Lâm lại nhận nuôi em chứ. Viêm thác không trả lời, mấy năm nay, Lâm Linh đã hỏi anh câu này không biết bao nhiêu lần dối. Quả thật anh cảm thấy Lâm hỉ nhu không cần phải nhận nuôi Lâm Linh. Nếu nơi là thích trẻ con thì có thể tìm ngay trong thành phố, thiếu gì đứa đáng yêu, xinh xắn, hợp mắt đâu sau khi thân với Lâm Linh, anh được nghe cô kể về quê nhà trong ký ức rốt cuộc là vì sao Lâm Hỷ Nhu phải đến trốn xa xôi dẫn một người bình thường như Lâm Linh về chứ? Chắc chắn là có nguyên nhân gì đây? Sự nghi hoặc ấy anh không nói với Lâm Linh, cũng như lần gặp gỡ nhiếp cửu la này, anh không nói với cô nửa lời. Tuy hai người là đồng bọn hợp tác nên nói hết cho nhau nhưng anh luôn giữ lại một phân suy nghĩ với Lâm Linh. Một là do anh không có cảm giác an toàn. Hai là anh cảm thấy Lâm Linh quá yếu đuổi. Sống bên người như Lâm Hỷ Nhu không thể là một con cứu non. Mặt khác, anh cũng có một câu hỏi y như Lâm Linh. Vì sao Lâm Hỷ Nhu lại giữ anh lại? Vì sao sau khi trực tiếp hoặc gián tiếp khiến em gái anh mất tích, mẹ anh liệt cả người, bố anh chết, à vẫn giữ anh lại, nuôi anh, thậm chí là đối xử tử tế với anh chứ? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 23 sáng ra vừa mới tỉnh dậy nhấp cửu la đã thấy mình mấy đau nhức như bị ai đánh rồi cô lại nghĩ bị đánh thật mà đánh lộn đó cô hít hà đứng dậy đi vào toilet bật đèn lên ngắm nghía gương mặt nửa mặt cô sưng vù như chiếc bánh bao lên men khóe môi cũng bị rách mà chỉ có thể để mặc cho nó rách như vậy vì nếu dán băng keo vào sẽ rất bất tiện trong việc ăn uống trên trán có một vết chầy lòn bằng móng tay mà trước đó cô không để ý có lẽ là do mải đánh nhau quả dán một miếng băng keo lên chán, gương mặt cô bỗng toát lên vẻ căm thù. Xong mặt mùi, cô xem tiếp tới người ngợm cô quay lưng về phía tấm gương trang điểm to đùng, tháo đai váy ngủ ra để mặc nó tuột xuống khuỷu tay rồi mảnh lại nhìn lưng mình trong gương. Vốn dĩ cô có một làn da có thể nói là đẹp như gốm xứ nhưng có được ưu điểm tinh tế của đồ gốm thì cũng phải nhận cả khuyết điểm dễ vỡ của nó người ta bị đánh xoa mấy cái là xong còn cô không bầm tím thì cũng tụ máu lại phải mấy ngày mới đỡ giờ đây từ vai đến eo cô không một chỗ lành lặn nhất là sau vai và bên hông từng bị viêm thác bóp mảnh đã ngang với màu tím đen trông mà rau long nhiếp cửu la nghiến răng ken két trong lúc phát khăn rửa mặt cô còn coi nó như viêm thác rồi vặn thật chặt khiến sợi bông ở nhiều chỗ đứt ra tối qua đánh nhau xong cô mệt quá nằm xuống là ngủ như chết nên chẳng kịp nghĩ gì nay dưới ánh mặt trời rực rỡ đầu óc thông thoáng hơn khiến cô nhận ra thật nhiều điểm đáng suy ngẫm viêm thác có đồng bọn vậy tại sao lại không dẫn theo người đến trả thù mà lại đi một mình chẳng lẽ anh ta muốn đích thân lấy lại danh dự lòng tự trọng của đàn ông thêm nữa dường như anh ta để ý chuyện hỏi cô mấy điều hơn là tính số với cô thật loại người như răng chó là gì lai lịch ra sao, tôn chu cắm dễ nảy mầm là thế nào, các cô chữa trị cho anh ta kiểu gì, mà cọp là cái gì. Thú vị thật đấy, không ngờ anh ta lại không biết những điều này. Nhưng dù không biết, cũng chẳng ảnh hưởng tới việc anh ta vẫn cứ làm ma cho cọp. Nhếp cửu la cấm điện thoại lên, định nói chuyện tối qua cho tướng Bách Xuyên nhưng viết được vài dòng lại thôi, xong việc bảo một câu là được, có cần thiết phải bảo cả quá trình không? Còn đang do dự, Bên ngoài bỗng có tiếng gò cửa và giọng của chị Lư, cô nhịp, anh Thái tới này. Nhếp cửu la khoác thêm một chiếc cardigan len bên ngoài váy ngủ, kéo vạt áo lại rồi đi xuống nhà gặp anh Thái. Anh Thái chừng 50 tuổi, là chủ một cửa hàng bản tác phẩm nghệ thuật. Cửa hàng anh chủ yếu tiêu thụ dòng tác phẩm nghệ thuật cao cấp hoặc trung bình, bao gồm tranh vẽ, tượng điêu khắc, đồ thủ công dân gian, thỉnh thoảng còn tổ chức các cuộc giao lưu có liên quan. Do đã hành nghề nhiều năm, giao du rộng nên anh rất giỏi xúc tiến thương mại. Có vài tác phẩm của Nhếp cứu la được anh đề cử cho khách quen hào phóng nên giá cả của chúng đã tăng gấp đôi. Thành thử hai người có một mối quan hệ vừa là bạn vừa là đối tác. Anh Thái cũng rất săn sóc cho nhiếp cửu la theo dạng chú bác quan tâm con cháu. Dưới nhà, anh Thái đeo chiếc tai nghe nhét tai có dây vòng sau cổ kiểu mới, gật gù rung chân chẳng rõ ra nghe gì. Thấy Nhiếp Cửu La đi xuống, anh cười, "A La, mấy hôm không gặp rồi nhỉ. Em bị sao thế? Bị đánh à? Bạo lực gia đình hả? Em có bạn trai rồi à?" May mắn Nhiếp Cửu La đã quá quen thuộc nên cũng hiểu được logic câu hỏi của anh Thái. "Ôi, bị đánh đa phần phụ nữ bị đánh là bị bạo lực gia đình, bạo lực gia đình thì phải có đàn ông chứ A La có bạn trai rồi hả?" À? Cô không đáp lại mà chỉ liếc anh, nghĩ rằng cô im lặng nghĩa là ngâm thừa nhận anh thải xót xa anh đã bảo em dối mà đàn ông không có thằng nào tốt cả nó tên gì làm ở đâu cho anh địa chỉ anh gọi người đánh chết bà nó lúc này nhấp cửu la mới nói em không nhìn đường bị ngã ấy mà ngã à thế thì mình không giúp được gì dối anh thái dường dưng ngay còn trẻ mà sao đi đường đã không mang mất theo rồi vừa nói anh vừa chìa một tấm vé qua này thứ ba tuần sau em đi mà học hỏi nhiếp cửu la nhận lấy. Đó là một cuộc triển lãm tượng điêu khắc có tên nốt nhạc động lại với những tác phẩm nổi tiếng liên quan tới âm nhạc. Trong triển lâm có không ít tác phẩm xuất sắc của nước ngoài, đơn cử như vũ công đến từ nước Pháp được in ở sau tấm vé mời. Vũ công có đường nét đơn giản, không có nét mặt tỉ mỉ nhưng vẫn gợi tả đủ hàm ý qua động tác cơ thể. Anh Thái nhắc nhở cô, triển lãm riêng tư, không nhận khách ngoài. Em đi xem người làm triển lãm kiểu gì để sau này còn học theo. Nhấp cửu la buồn bà. Bao giờ thì em mới có được một cuộc triển lãm cá nhân đúng nghĩa đây? Cô chỉ mới đồng ý đưa tác phẩm tới tham dự triển lãm thôi. Còn cách triển làm cá nhân xa lắm. Anh Thái đáp. Bây giờ cũng mở cũng được mà. Bảy mây bức tượng em làm ra ngoài đường là thành triển lâm cá nhân rồi. Nhấp cửu la lườm sang. Anh Thái cười ha ha chỉ vào tấm vé xem triển lãm muốn mở triển lãm kiểu này còn khó hơn cả triển làm lưu động cả nước. Em còn chưa đủ tư cách để với tới nó nhưng cứ cố gắng đi, em có triển vọng mà. Anh thấy 5 năm nữa là em có thể mở triển lâm cá nhân rồi. Mới vào nghề thì phải bước dẫn chứ. Nhếp cửu la không tiếp lời. 5 năm, thật sự quả dài. Một phần năm của quãng đời cô từng trải đây. Mây ngày tiếp theo, nhếp cửu la cử lưu bù với công việc như thường lệ chủ yếu là cô sửa chữa bức tượng quan âm thủy nguyệt bị vỡ máy mảnh kia và gọi người tới sửa nhà. Còn như khung xương rồng gây đầu cô không sửa lại nữa bởi người nào cũng có những thứ kiêng kỵ riêng. Tác phẩm vừa dựng lên đã bị đứt đầu thi nên vứt bỏ, làm lại một cái khác. Đôi lúc giữa guồng quay công việc, có cảm giác lạ thường cô lại nhìn ra ngoài cửa hoặc cửa số, nhưng ngoài đó chỉ toàn cảnh sắc bình thường. Cô đoán lần xuất hiện tiếp theo, Viêm thác sẽ không chọn ở nhà cô nữa đã có kinh nghiệm từ lần gặp đâu. Anh sẽ thay đổi cả thời gian và địa điểm. Lần gặp gỡ tiếp theo, ắt hẳn anh sẽ khó chơi hơn trước. Dù sao thì anh cũng đã quen hơn với cách đánh của cô mà. Nhếp cửu la gặp viêm thác lần thứ hai là ở bên ngoài quản triển lãm. Lúc bấy giờ cô đã xem triển lãm xong và đang phân vân, 4 giờ chiều đi ăn cơm thì hơi sớm, mà làm việc khác lại sợ thời gian không đủ. Cô bước xuống bậc thang ngay trước quan triển lãm, chờ taxi tới đón. Lát sau một chiếc xe rách lưỡng thưởng chạy tới. Tưởng là taxi mình gọi, nhấp cửu la vừa thầm chê vẻ ngoài chiếc xe vừa cúi người mở cửa ghế lái phụ. Đúng lúc này tài xế quay mặt về phía cô. Hai người nhìn nhau, nhấp cửu la đỡ người ra đó. Bồng dưng một sự thích thú khó hiểu xâm chiếm đầu óc của cô. Lại nữa, tên này lại đến tìm đường chết rồi. Ngũ hành anh ta thiểu đòn roi, cuộc đời anh ta thiếu sự tra tần à? Còn đến rất đúng lúc nữa chứ, hiện giờ cả hai đều đã nghỉ ngơi, dưỡng sức xong, mặt cô đã hết sưng, vết thương nơi khóe môi cũng bong vầy. Dầu răng trên cổ anh ta mở đi, vết máu do sợi thép của vào cũng khép lại, chỉ riêng mà phải còn dán một chiếc băng ben ết cho có. Nhấp cửu la lạnh lùng nhìn anh giữa phố xá tấp nập. Viêm thác noi lên xe đi chuyện giữa chúng ta đằng nào cũng phải kết thúc mà chết sớm siêu sinh sớm hay cô còn định rời sang tuần sau nhấp cửu la nhìn xuống ghế lái phụ viêm thác hiểu ý không bom cũng chẳng đồng bọn chỉ có mình tôi thôi ở đây đông người không tiện chúng ta tìm chỗ vắng vẻ ở ngoại thành giải quyết xong tất cả trong hôm nay nhấp cửu la bĩu môi sao xe nát thế Cô không để bụng việc ngồi xe rách nhưng người giàu có như viêm thác lại lái con xe này thì rất chỉ là kỳ dị. Viêm thác trả lời lần trước tôi đi xe đẹp, cô ném xe tôi ở đâu rồi? Đỏ ra bán phụ tùng hả? Lái xe rách cho lòng bớt mệt, cô muốn ngồi xe xịn thì tự tìm rồi đi theo tôi là được. Không đến mức đây, nhiếp cửu la mở cửa xe nhưng không ngồi vội mà sở ghế trước cho yên tâm rồi lại nhìn quanh quất. Viêm thác không giấu gì cả, đây chỉ là một chiếc xe nát thôi. Nhấp cửu la thắt dây an toàn, định hủy đơn taxi vừa đặt nhưng đã muộn nên phải nộp tiền phạt. Trả tiền phạt xong, chiếc xe rách này cũng quẹo vào đường lớn. Trên con đường tấp nập xe qua lại, đâu đâu cũng có mất và camera như thế này thì chỉ đứa ngu mới gây sự. Giả vờ lục túi tìm đó, cô lặng lẽ nhét con dao găm vào ống tay áo, sau đó mở hộp kẹo cao su ném một viên vào trong miệng. Viêm thác liếc sang, cô nhịp, mấy vẫn để tôi hỏi hôm trước, cô nghĩ sao rồi? Hay thật đấy, anh hỏi là tôi phải trả lời à? Thế thì các cơ quan gián điệp của các nước đâu phải tốn công nữa, cứ hẹn người ta ra uống trà chiều rồi hỏi đáp thôi. Nhếp cửu la làm thinh, cô bận tỉnh xem lát nữa phải tóc chiến tóc thắng kiểu gì, đến nơi, xuống xe rồi đánh nhau luôn thì có vẻ ngu ngốc. Tốt nhất là đánh luôn trong lúc xe chạy tất nhiên phải kiếm con đường chống trải không người rồi trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe cô có ưu thế về vóc người hơn viêm thác viêm thác cười tôi đoán là cũng không có hy vọng gì nhận thấy con đường bên ngoài đã thay đổi nhấp cửu la chợt nhớ tới tôn chu các anh làm gì tôn chu rồi tôn chu viêm thác ngạc nhiên tôn chu ở chỗ các cô cơ mà anh thanh mình ngay tôn chu không ở chỗ các cô à thế tôi cũng không biết anh ta không ở chỗ chúng tôi vấn đề này nằm ngoài dự tính của nhiếp cửu la tường bách xuyên bảo tất cả mọi người đều được cứu đi viêm thác lại bảo tôn chu không ở chỗ mình việc anh ta vùi thây trong đám cháy là điều không thể trừ phi xương cốt bị thiêu rụi. vậy tình huống có thể xảy ra nhất là trong lúc dối ren tôn chu chạy mất rồi nếu vậy thì cũng quả khéo luôn nhiếp cửu la khẽ háng giọng Phản ứng đầu tiên của cô khi biết tin ấy là gọi hỏi tưởng Bách Xuyên nhưng ngay sau đó cô đã nhớ ra đây không phải lúc thích hợp nên lại thôi. Người xe trên đường ít dần, đợi lát nữa tới chỗ giao giữa thành thị và nông thôn, người ít hẳn là cô có thể ra tay. Nhấp cửu la tìm đề tài, sao anh quen biết răng chó? Viêm thác đáp, chuyện này không liên quan tới cô. Đúng là một tên khốn tiêu chuẩn kép, hỏi cô một tả câu thì được đến lúc cô hỏi lại không liên quan tới. Ngay lúc này tốc độ xe bồng tăng vọt, cây cối, ruộng nương bên đường chạy veo về sau, nhiếp cửu la buộc phải bắt lấy tay vịn trên nóc xe. Viêm thắc hỏi, sợ à? Nhưng chưa hết, anh còn nhân nút mở cửa kính trước sau ra hết cỡ. Đường đất nông thôn vốn nhiều bụi, xe hễ chạy nhanh là bụi bay dợp đất trời. Lại thêm gió thổi vù vù làm màng tay ủ đi, không thể nghe nổi tiếng nói chuyện bình thường. Vừa bị mái tóc dài bay loạn xạ che khuất gương mặt, vừa bị cát bụi bay vào miệng, nhấp cửu la nổi cáu, anh bị điên à? Viêm thác đáp lại, ban này cô hỏi tôi tại sao lại lái xe rách nhỉ? Trong lúc anh nói, chiếc xe rung mạnh rồi bay vút qua một con kênh rồi quẹo gấp sang bên, leo thẳng gần trăm mét lên tới một cây cầu sắt. Tầm nhìn cũng cho nên mà trống trải hơn. Đây là một con sông vắt ngang thành phố. Tuy sông không lớn lắm, nhưng chiều dài của cây cầu cũng phải mấy trăm mét. Từ nơi đây có thể trông thấy cây cầu mới bắc ngang sông ở phía xa từ lâu đã chẳng còn xe qua lại trên cây cầu sắt cũ này bởi nó đã xuống cấp nặng nề và không được ai sửa chữa. Mỗi khi đi trên cầu, người ta đều có thể nghe thấy tiếng kêu lách cách của ván cầu bên dưới. Viêm Thác quay lại nhìn Nhấp Cửu La, nói khẽ khàng: "Bởi vì chiếc xe này sắp bị vứt đi rồi. Không khí trong xe trôi thật nhanh." Nhấp cửu la không nghe rõ anh đang nói gì mà chỉ có thể trông thấy môi anh mấp máy. Câu hỏi cửa miệng anh nói cái gì? Còn chưa kịp thốt ra, cô đã trông thấy viêm thác quay nhanh tay lái sang bên. Sau một tiếng vang lớn, song sắt cây cầu đứt đôi khiến đầu xe lao xuống dưới từ độ cao 5, 6 mét. Đầu óc nhấp cửu la trống rỗng mất vài giây, cô như người bị cuốn vào trong vòng xoáy kinh dị. Xe, rơi xuống sông à? cuộc đời cô chưa từng trải qua tình huống kinh khủng thế này tệ hơn cả là cô sợ nước cô không sợ nhảy dù nhảy băn di nhưng lại sợ nước cái cảm giác bị nước bao bọc thật đáng sợ cô từng thử vùi người xuống nước khi đi tắm kết quả là suýt thì chết chìm trong bồn tắm sau tiếng nước rào rào xung quanh bỗng tối đi và dòng nước ập vào từ bốn phía cửa kính xe mở toang nên vấn đề ở đây không phải chui ra mà là đâu đâu cũng có nước chúng ồ ạt, lỗ lượt kéo nhau đến má lại chẳng thể đẩy ra được. Nhếp cửu la còn chưa kịp nín thở đã bị sặc nước. Cô nuốt ngụm nước đó xuống và nín thở. Trong lúc người chìm xuống cùng chiếc xe, cô đã nhanh chóng sờ soạn tháo dây an toàn. Ảnh chiều tà trên đỉnh đầu xuyên qua mặt nước ngày càng xa cách. Một bóng đen lướt qua, đó là viêm thác đã tháo xong dây an toàn và bơi ra khói cửa kính xe. Cô nhủ thám, căng thẳng, đừng sốt ruột đừng lo lắng cởi xong dây an toàn miệng và mũi cô đã xuất hiện những bọt khí nho nhỏ cô tóm lấy khung cửa số đạp mạnh chân vào sàn xe nếu may mắn có lẽ cô sẽ trôi lên được mặt nước từ củ đạp này có ai đến cứu cô ra khói nơi này không hỏi ít ra thì giúp cô có thể hít thở ngay lúc cô vừa bơi ra khói cửa số xe sắp sửa nổi lên thì bóng đen kia lại thò ra từ trên nóc xe viêm thác giơ tay ấn đầu cô xuống thật không chịu nổi, dưới chân không có điểm tựa, dù cô có đạp thế nào cũng chỉ vô ích. Trong khi đó, cô bắt đầu không nín thở được nữa. Nước uột vào miệng, mũi, tai cô làm cơ thể mất cân bằng, nghiêng ngả sang bên. Nước xung quanh càng ngày càng đục, trong làn nước đúc, bóng dáng Viêm thác lại tới gần. Nhiếp Cửu La dồn hết sức mình giơ tay ra túm lấy anh, có chết cũng phải kéo anh ta chết chung. Nhưng viêm thác đã đoán trước được hành động ấy của cô nên nhẹ nhàng bơi sang bên tránh thoát tay. Bóng đèn ập tới từ bốn phương tám hưởng, nhấp cửu la cảm thấy mình không còn chút không khí nào nữa. Cơ thể cô dừng vùng vẫy, ý thức như một giọt nước trong chìm nhĩm giữa mực đen. Nhấp cửu la hối hận vô cùng. Nếu biết sẽ chết trong tay viêm thác kiểu này, cô đã xử lý anh ta trước rồi. chương 24 Từ khi chào đời tới nay, nhiếp cửu la chưa từng sợ đến vậy biết làm sao được khi mỗi người đều có một nỗi sợ riêng mà cô lại sợ nước trong lúc hốt hoảng cô cảm thấy mình như ngôi giữa một khoảng không đen nhánh với sự hoảng loạn sợ hãi sau đó một ánh sáng lao tới xẻ rách bóng đêm đi cùng là viêm thác với một con dao cạo xương sắc nhọn sáng loáng anh cúi xuống nhìn cô nhiếp cửu la run rẩy anh làm gì đây viêm thác nói cô nhiếp cô chơi tôi thảm như vậy tôi phải lóc từng miếng thịt của cô, để cô biết báo ứng là cái gì. Cùng lúc đó mũi dao đã kẻ sát gò má cô. Ra đầu nhếp cửu la tê dại, cô hét lên, đừng, đừng. Người làm nghệ thuật luôn theo đuổi cái đẹp, cô không thể nào tưởng tượng nổi gương mặt mình bị xẻo thành những mảng lồi lõm. Nếu vậy chẳng thà để cô chết luôn đi. Trong lúc cấp bách, cô run rẩy ôm lấy eo viêm thác, chúng ta nói chuyện đi. Viêm thác hỏi cô, nói chuyện gì? Cô trả lời, nói gì cũng được, chúng ta nói chuyện, từ từ nói chuyện. Trong khi đó, tay cô sờ soảng trên lưng anh, đầu món tay lướt chậm vào rãnh lưng của anh qua lớp vải mỏng manh. Đồng thời cô còn ghé sát vào môi anh, nói như thì thấm, tâm sự. Cô biết mình đẹp, sự xinh đẹp đôi lúc là con dao sắc, đôi lúc lại là tầm khiên bảo vệ. Cuối cùng viêm thác cũng dao động, cúi đầu hôn lên môi cô. Cô thở phào nhẹ nhôm, cũng hôn đáp lại nhưng trong lòng thì nghĩ, coi như bị chó liếm đi. Đợi thêm một lát, chờ anh ta mải mê rồi nhân cơ hội giết anh ta. nhiếp cửu la mở bừng mắt ra. Trời đã tối, nhưng ngoài cửa số luôn có ánh sáng để người ta có thể thấy rõ tình huống xung quanh. Đây chính là điểm tốt khí sống ở trung tâm thành phố. Ánh đèn sáng suốt đêm sẽ không để con người cô độc. Cô đang nằm trên chiếc giường mềm mại với tấm rèm treo ở xung quanh nhấp cửu la môi bật dậy, đây là nhà cô, phòng ngủ của cô. Chuyện gì thế này, mình nằm mơ ư? Cô giơ tay lên sờ tóc, không phải là mơ, mái tóc hơi sơ, phần giữa còn ẩm ướt đã chứng tỏ cô từng rơi xuống nước. Mình về nhà kiểu gì nhỉ? Sau khi mình ngất đi, đã xảy ra những gì? Bỗng dưng nhấp cửu la thấy lạnh sống lưng, sau khi thò tay vào trong áo sờ soạng lồng ngực và mẻ đùi bên trong, xác nhận mọi thứ đều bình thường cô mới vội vàng xuống giường, mỡ của thò đầu ra ngoài. Đèn nhà bếp vân sáng, chị Lư đang cầm vòi nước giữa sân. Nhếp cửu la gọi chị, chị Lư. Chị Lư vội vàng dừng lại, hỏi cô, cô nhếp dậy rồi à? Cô có muốn ăn tối không? Nhếp cửu la hỏi chị, ai đưa em về thế? Chị Lư đáp, tôi không biết. Cô, không biết hả? Chị Lư không biết thật. Chị biết nhấp cửu la đi xem triển lãm nhưng không rõ cô có về ăn tối không nên lúc hơn 4 giờ có gọi điện thoại cho cô. Không ai nghe máy. Chị Lư quyết định cử chuẩn bị mọi thứ trước như rửa sạch rau dưa, thịt thả rối sắt nhỏ để khi nhấp cửu la muốn ăn là sẽ có cơm trong vòng nửa tiếng. Còn nếu cô không muốn ăn thì chỉ việc cho thức ăn vào túi giữ tươi và bỏ trong tủ lạnh để mai ân là được. Trong khoảng thời gian đó chị có đi nhận mấy kiện hàng và vứt rác. Sau khi mọi thứ đều chuẩn bị xong, chị xách chiếc ghế con ra hiên nhà xem video. Đang cười vui vẻ, chị bỗng vô tình liếc thấy cánh cửa gian giữa hé mở. Chị lấy làm khó hiểu bởi lúc chiều dọn dẹp nhà cửa xong, chị đã đóng cửa lại rồi. Vậy mà nay nó lại mở ra, chẳng lẽ cô nhiếp về rồi? Chị Lư đi lên tầng xem thử, trong phòng làm việc không có người nhưng cửa phòng ngủ lại khép hờ. Chị bước lại gần, é, cô nhiếp đang ngủ trong phòng này chắc là xem triển lãm xong thấy mệt nên nằm nghỉ. Chị Lư không dám đánh thức cô mà chỉ nghĩ bụng, có thể lúc cô nhịp về mình đang đi đổ rác nên không gặp được. Bởi vậy chị cũng không để ý nhiều, nhấp cửu la trở về phòng ngủ, ngồi xuống bàn trang điểm, suy nghĩ những lời chị Lư nói. Do không bật đèn, trong gương chỉ có một bóng đen mơ hồ. Cô nhìn vào hình bóng mình trong gương, bỗng dưng thấy thật xa lạ. Cô chưa từng rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, cùng không biết mình sẽ có biểu hiện ra sao. Có một cách nói là trong mơ, con người ta luôn sống thật với nội tâm của mình, mặc kệ luật pháp, đạo đức hay sự băn khoăn. Trong mơ sự sợ hãi của cô là thật, xem ra cô là người sợ chết, khi đứng trước nỗi sợ hãi, đầu gối cô cũng sẽ cong. Vì bảo vệ tính mạng bản thân, cô có thể bất chấp mọi thứ, dù cho phải làm cả những việc ở ngoài đời cô khinh thường cái cảm giác này chẳng ổn tí nào. Nó hệt như tự tay xé rách tầm mặt nạ của mình và phát hiện ra mình chẳng tốt đẹp như mình vẫn nghĩ. Nghĩ tới điều gì, nhiếp cửu la đột nhiên lục ngăn kéo lấy ra một chiếc điện thoại cũ. Chiếc điện thoại cô mang theo chắc đã ngủ yên dưới đáy sông rồi. May mà cô đổi điện thoại thường xuyên nên thường có một hai chiếc dự phòng. Cô cầm sạc, đợi một lúc cho điện thoại lên nguồn rồi kết nối wifi, đăng nhập vào Weixin và gọi cho anh Thải anh thái tưởng cô gọi tới kể chuyện xem triển lãm, a à là, Sao rồi, có thêm nghị lực phấn đấu rồi hả? Nghị lực cái xít ấy. Nhếp cửu la nói thật nhanh trong tiếng thở hồn hền. Anh Thái, anh có bạn mở bệnh viện tư nhân nhỉ? Em muốn kiểm tra sức khỏe toàn thân, loại kỳ nhất ấy. Bây giờ em đi kiểm tra luôn, anh sắp xếp cho em đi, nhờ bác sĩ tăng ca một hôm. Lấy được kết quả luôn sau khi kiểm tra thì càng tốt bao nhiêu tiền cũng được. Cô không ngây thơ tới mức cho rằng viêm thác dìm cô xuống nước chỉ để chơi cho vui đâu. Có lẽ anh ta đã tiêm gì đó hoặc gài gì đó vào người cô. Mười phút sau nhếp cửu la lao ra cửa như một cơn gió, chỉ bảo với chị Lư là đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Chị Lư ngạc nhiên, giờ này bệnh viện còn kiểm tra sức khỏe á. À? Có khi họ tan ca rồi ấy, hay để mai lại. Còn chưa nói hết câu, nhấp cửu la đã đi mất chị lư khá bồn chồn từ lúc nhấp cửu la đi xem triển làm về chị luôn cảm thấy cô vẻ kỳ lạ bây giờ lại còn vội vàng đi kiểm tra sức khỏe nữa có khi nào cô lại bị thương ở đâu không càng nghĩ càng không yên lòng chị lư quyết định ngồi đợi cô về hỏi cho rõ đợi tới tận một giờ sáng nhấp cửu la mới mở cửa kéo những bước chân mệt mỏi vào nhà chị lư lo muốn chết đi ra đón cô không sao chứ. Nhếp cửu la đáp, em không sao. Sau đó cô đi lướt qua chị Lư, trở về phòng ngủ. Miệng bảo không sao nhưng trên mặt, trên người đều thể hiện ra rằng cô có sao. Chị Lư lo lắm mà chẳng biết làm sao, cuối cùng vẫn không thể yên tâm, chị quyết định pha cho cô ly nước lòng nhân câu kỳ từ. Vừa lên tới tầng 2, chị Lư đã giật mình hét lên. Nhếp cửu la bầy gần hết tượng trong phòng làm việc ra khoảng trống bên bàn. Những bức tượng to nhỏ cao nhấp xếp thành một vòng tròn lớn, còn cô thì ngồi ở giữa, sờ cái này sờ cái kia rồi cuối cùng vui vẻ nằm luôn xuống sàn. Nếu đã gặp phải thì chẳng thể giả vờ như không trông thấy gì, chị Lư lúng túng, sao cô lại nằm dưới đất thế? Không lạnh ư? nhấp cửu la lại nói, chị xem chúng nó kia, đáng yêu ghê, đáng yêu cái gì chứ? tác phẩm của nhiếp cửu la đẹp và tinh tế là thật nhưng bảo chúng đáng yêu thì chị Lư không thể tán đồng nổi. Chị cảm thấy những bức tượng này còn lâu mới đáng yêu bằng cửu vui vẻ và cửu xinh đẹp. Chị đặt ly nước câu kỳ tử lên bàn, chính tay em làm thì nhìn thế nào chẳng thấy đáng yêu. Nhếp cửu la thì thào, suýt thì không được sở chúng nó nữa rồi. Chị Lư ngầm hiểu, chắc là bệnh đa nghi của người trẻ tuổi thấy cơ thể có vấn đề là lại tưởng mình mắc bệnh nan y đến khi kiểm tra sức khỏe xong biết mình không sao cả thì vui vẻ yêu đời nhìn gì cũng thấy điệp ngay thấy chủ nhà không sao chị lư cũng mừng không sao là tốt rồi sức khỏe chính là món quà ông trời ban tặng mà nhiếp cửu la không đáp lại mà chỉ nằm dài trên sân ảnh mất dần bình tĩnh lại ông trời không tặng quá cho cô mà là viêm thác kia ba ngày tiếp theo mọi như lại trở lại trạng thái bình thường Nhếp cửu la làm lại sim điện thoại nhưng vẫn dùng tạm chiếc điện thoại cũ đợi khi nào các hàng điện thoại lớn mở bàn dòng điện thoại mới rồi đổi sau những lúc khác cô dùng để làm mấy thử nho nhỏ trộn đất và cầm một nắm trong tay thích nặn gì thì nặn cô nặn theo bức tranh châm hoa sĩ nữ đồ của châu phường thời đường những nàng cung nữ mặc trang phục thời đường hoặc bát bướm hoặc nhặt hoa do cô nặn ra đứng trên mặt bàn có thể coi là một khung cảnh yên bình, vui mắt. Chiều đó, khi ánh mặt trời ấm áp chiếu nghiêng qua cửa sổ và dọi cả lên người, nhấp cửu la đang làm mày ngài cho nàng cung nữ thứ sáu. Với thẩm mỹ của người thời nay, mày ngài thời đường rất xấu. Chúng tròn và to như cánh thiêu thân, đứng đối diện nhau như hình chữ bắt A ngược, phóng to bức tranh châm hoa sĩ nữ đổ bên dưới để thấy mày ngài thời đường châm hoa sĩ nữ đó châu phường điện thoại vang lên cuộc gọi tới từ một số lạ. Tay nhếp cửu la đây bùn, không tiện bám nghe nên đã ghẻ cầm trượt một đường trên màn hình. Giọng viêm thác vọng tới, cô nhiếp. Tìm nhếp cửu la siết chặt rồi lại từ từ dân ra. Cô liếc chiếc điện thoại, không nói không răng tiếp tục nặn mày ngày cho công nữ thời đường. Viêm thác im lặng một lúc, lại hỏi tiếp, có đó không? Nhếp cửu la nói, có gì thì nói đi. Viêm thác, buổi tối cô có rảnh không? Đi ăn bữa cơm, nhiếp cửu la, ở đâu? Viêm thác, tôi đặt taxi cho cô rồi, 6 giờ xe đến đón trước cửa nhà cô. Nhiếp cửu la, rồi cô không nói thêm gì nữa, viêm thác ở đầu dây bên kia cũng im lặng vài giây rồi cúp. Nhiếp cửu la nhìn đồng hồ, mới 4 rưỡi, còn kịp đi tắm. Cô ném nàng cung nữ trong tay xuống, lại vèo một năm bùn lên nạn viêm thác. Do chỉ cần nặn ra một hình dáng đại khái nên chỉ vài phút cô đã nặn xong. Cô đặt tượng đất đứng trên bàn, cúi đầu nhìn nó một lúc lâu. Sau đó cô giơ tay bắn phăng tượng đất ra ngoài. Tượng đất bay xoay một vòng giữa không trung rối rơi bẹp xuống đất. Đất sét còn mềm nên nó không vỡ mà chỉ bẹp thôi. Nhấp cửu la nghĩ bụng, vân này coi như anh thằng. Sau giờ tròn, nhấp cửu la mặc chiếc váy đỏ sậm xè tà dài tới mắt cá chân, chiếc áo vest đen khoác ngoài và bước xuống nhà trên đôi cao gót cột dây màu đen. Nghe tiếng giày cóc cóc, chị Lư thò người ra từ cửa bếp, hôm nay cô cũng không ăn tối ở nhà hả? Nhấp cửu la vùng chiếc túi nhỏ màu bạc khảm kim cương, không chị. Chị Lư đưa mắt nhìn cô ra ngoài, vừa hâm mộ nhấp cửu la vừa hâm mộ những cô gái trẻ tuổi hiện đại, sướng thật đấy. Tim đầm, xanh ngọc, đỏ sẩm, xanh biếc mặc kiểu gì cũng đẹp váy áo còn ôm sát người chứ đâu như hồi bọn chị, xã hội còn khá bảo thủ, mặc áo hơi bỏ ngực cũng bị người ta chỉ trò. Củi đầu nhìn vòng eo đã có thịt thừa và phần đùi thô to của mình, chị Lư thở dài. Xe đi tới đầu phố đi bộ, vừa mới lên đèn và cũng là giờ ăn tôi nên trên đường tập nập người qua lại. Nhếp cửu la xuống xe, đang không biết phải đi đâu thì một người phục vụ trẻ mặc tạp dề vẫy tay gọi, chị nhiếp đúng không ạ? À? cửa hàng em hơi khó tìm nên anh ấy bảo em ra đòn chị. Quả thật rất khó tìm, mặt tiền cửa hàng không nằm ngoài phố mà ở trong hẻm nhỏ. Đó là một quản thịt kho lâu đời năm tít cuối hẻm. Thời buổi này rượu thơm cũng sợ hẻm sâu nên vị trí cửa hàng không tốt, tất nhiên lượng khách cũng chẳng bao nhiêu. Thảo nào giữa giờ cơm mà còn có người rảnh rỗi ra đón cô. Nhếp cửu la nhìn lướt qua bên trong quán, không thấy viêm thác đông cậu nhân viên chỉ vào phía sau cấu thang đi lên tầng 2, anh ấy ở trong phòng. Cái quân nhỏ tẹo này mà có cả phòng riêng cơ, nhiếp cửu la sách váy, cúi người đi vòng qua cầu thang. Phía sau quả thật có một căn phòng với chiếc rèm xanh lam in hoa buông thông trước cửa. Xốc rèm lên, bên trong có một chiếc bàn vuông và viêm thác đang ngồi bên bàn. Nhếp cửu la cũng không nhìn viêm thác mà chỉ đi qua ngồi xuống đối diện anh, đặt túi sách lên mặt bàn sau đó cô lại xách vải lên dịch ghế, chân ghế cập kênh, may mà mặt đất cũng không bằng phẳng nên dịch một hối cùng tìm được chỗ thích hợp. Viêm thác nhìn cô bận nọ bận kia, xin lỗi nhé, quan xá đơn sơ không xứng với bộ đồ cô mặc. Nhếp cửu la liếc anh, bâng quơ, tôi mặc gì là quyền của tôi, chẳng liên quan tới việc ăn cơm với ai và ăn ở đâu. Sau đó cô lại nói tiếp, anh đúng là một gã điên, nói thật từ lúc sinh ra đến giờ cô chỉ thua mỗi mình anh ta người có thể khiến cô vấp ngã dù là địch hay là bạn cô cũng đều đánh giá cao còn phải cảm ơn anh ta đã cảnh tình sau này đánh nhau với người ta cô sẽ không bao giờ đến gần mé nước gã điên hẳn là đang nói chuyện anh phi xe xuống sông viêm thác gật đầu như nhau thôi mang đồ ăn lên nhé mang lên đi viêm thác kéo chiếc chuông trên tường một lát sau nhân viên đã bưng đồ ăn lên. Tất cả đều là những món kho bầy trên đĩa nhỏ, thịt bò, dạ dày bò, tôm hùm đất, chân gà, lạc, đỗ tương, rong biển, ngó sen, vi vi. Mặt khác còn có nửa kết bia, một ấm trà hoa cúc, hai chiếc chén và một phích nước đấy. ặc trông kiểu này có vẻ là định vừa ăn vừa trò chuyện, hết trà tự thêm nước, ăn tròn ba, năm tiếng cũng được. Lúc ra ngoài, Nhân viên phục vụ còn kéo chiếc cửa bên cạnh cầu thang lại. Đừng thấy cánh cửa ấy mỏng mà coi thường khi đóng lại những tiếng ồn ào bên ngoài nhỏ đi đáng kể đấy. Viêm thác cúi người sách chiếc túi dây bên chân lên đưa cho cổ, cho cô. Nhếp cửu la nhận lấy, mở ra xem. Đó là mấy thứ cô làm mất khi rơi xuống nước, nhưng những thứ bị hỏng đều đã được mua mới theo đúng loại ban đầu hoặc đời cao hơn. Cho nên bên trong có túi mới, điện thoại cùng hàng đời mới nhất đương nhiên mấy thứ này không phải đồ gì quan trọng nhiếp cửu la lục lọi một lúc trông thấy con dao găm của mình mới thở pháo máy thử khác đều có thể làm mất chứ riêng con dao này là không thậm chí cái kẹp cô định để viêm thác nuốt chừng khi gặp lại cũng nằm trong túi chắc anh không biết cô giữ nó lại làm gì đâu nhưng vẫn cứ đưa trả nhiếp cửu la thản nhiên bỏ túi giấy sang bên chờ viêm thác biểu diễn tiếp quả nhiên còn có vỡ tiếp theo anh bắt đầu cởi áo khoác rồi cúi đầu cởi luôn cả sơ mi ha ha cởi quân áo là định làm gì nhếp cửu la nhìn chằm chằm anh với hy vọng đằng sau lớp áo sơ mi là thịt ba chỉ mỡ màng nhưng bã vai anh rộng bắp thịt rắn chắc không thể soi mói gì về mặt vóc dáng huống hồ tuổi này của anh vốn là lúc gân cốt đã chín muối cơ thể khóe mạnh nhất một lát sau cô rời mất đi vì đã biết viêm thác muốn cho cô xem cái gì rồi trên người anh đầy vết thương, tuy phần lớn đều đã kết vậy nhưng nhìn vẫn thấy đau. Những vết thương ấy chắc hẳn là thành quả của bọn tường Bách Xuyên. Nhếp cửu la không nhìn anh mà nhìn sang cái vòi cong cong của ẩm trà. Tôi chỉ phụ trách việc giao hàng, người khác làm gì tôi không thể kiểm soát được. Viêm thác đồng ý với câu này của cô. Nhưng nếu không có cô giúp sức, tôi đã chẳng bị tra tấn như vậy. Quần thì thôi khói cười, Bác sĩ bảo trên đùi tôi nát hẳn một mảng, phải lấy dao cạo hết phần nát đó đi. Nhếp cửu la nhìn lên, vậy thì sao? Cho nên khi cô rơi vào tay tôi, tôi cũng có thể làm y như vậy với cô, kể cả là rạch vài đường lên mặt. Câu nói này quả thực không thể phản bác được. Nhếp cửu la ăn thành chén làm nó đổ ra, xoay tròn trên ban. Viêm thác mặc quần áo vào, nhưng tôi chẳng làm gì cả, chỉ đưa cô về nhà. Cô nhiếp, Tôi tặng cô một món quà lớn, cũng muốn nhận lại được gì đó. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 25. Nhiếp Cửu La đã đoán được từ trước, ngay từ lần đầu tiên tới tìm cô, Viêm Thác đã có mục đích, anh muốn thăm dò một số bí mật, nhưng hỏi cô không nói, ép buộc cũng chẳng có kết quả nên mới phải vòng vo như vậy. Quả là một món quà lớn, món nợ tình cảm lớn. Thử đổi vị trí hai bên nếu lần này là viêm thác rơi vào tay cô cô sẽ làm thế nào cô sẽ giao cho tường bách xuyên dặn ông ta xích chân khóa tay viêm thác lại không được để chạy thoát cô không dám nói viêm thác sẽ phải sống cả đời trong căn nhà giam cũ nát đó nhưng ít nhất cũng có ba năm năm không nhìn thấy ánh mặt trời là kẻ thù quả thật anh có thể làm bất cứ việc gì với cô nhưng anh lại chẳng làm gì cả ai dám nói không khiến chứ so với mạng sống của cô Mấy câu hỏi kia có là gì? Hơn nữa với mấy câu hỏi của viêm thác như loại người như răng chó là gì, cắm dễ nảy mầm là thế nào, chỉ cần cô trả lời đúng mực, sẽ không để lộ điều gì. Cô lặp lại câu hỏi cũ, anh đi với anh ta, chẳng lẽ lại không biết anh ta là gì à? Viêm thác đáp lại, bỗng một ngày bọn họ xuất hiện bên cạnh cô. Bọn họ không nói, sao cô biết được? Nhấp cửu la giật mình, sống lưng lạnh toát cô nói là anh ta còn viêm thác lại trả lời bằng bọn họ cứ tưởng chỉ có một tên không ngờ lại là một tổ anh đến tìm tôi bọn họ có biết không viêm thác nói không biết cùng chưa biết tới cô nhấp cửu la sửng sốt bọn họ không hỏi anh gặp chuyện gì à hỏi nhưng tôi bảo tôi đi ngang qua răng cửa bị người trong thôn đánh ngất dù sao bây giờ răng chó còn chưa tỉnh không có nhân chứng nào khác nên sự thật ra sao là do tôi nói. Tìm nhếp cửu la đập thình thịch, thảo nào cô cứ lo mình sẽ gặp họa mà mỗi họa ấy mãi không tìm tới. Hỏa ra là viêm thác không khai ra cô vì ý đồ riêng của mình. Nói cách khác, anh muốn hỏi cô một việc mà lại không muốn đồng bọn của mình biết chuyện này. Anh và bọn họ có mâu thuẫn gì à? Cô nhiếp, lạc đề rồi. Chuyện này không liên quan đến cô. Tôi chỉ muốn hỏi cô vài điều, sau đó hai bên không nợ gì nhau. Nhếp cửu la nhìn anh một hối, cuối cùng nhặt một đôi đùa trong ống lên nhúng vào nước sôi. Viêm thác khẽ thở phào, cô chịu ăn cơm nghĩa là bữa cơm này đã thành công. Anh cúi người nhặt một chai bia lên, gò nắp chai vào cạnh bàn, cô uống bia hay uống trà. Nhếp cửu la chỉa chén trà qua, rót cho tôi ít bia đi, hai người phận ai nấy ăn, phận ai nấy uống, không cụng chén cũng chẳng nói chuyện nhấp cửu la không vội vã viêm thác cũng không thúc giục dù sao cửa hàng này buôn bán suốt đêm bí mật có dài cũng đầy thời gian suy nghĩ lát sau nhấp cửu la hỏi anh biết đại vũ không biết đại vũ chị thủy đại vũ còn làm gì nữa còn làm gì à không phải công việc chủ yếu chỉ là chị thủy thôi ư mỡ núi đụng mương máng chị thủy nhìn vẻ mặt ấy của anh nhấp cửu la hỏi tiếp biết đỉnh không Viêm thác ngơ ra vài giây, suy nghĩ từ đỉnh núi thường thấy nhất sang đỉnh vạc, đỉnh trong vấn đỉnh Trung Nguyên Hà. Biết, vấn đỉnh Trung Nguyên là một câu thành ngữ mang ý nghĩa mưu đô thay thế triều đình cũ. Câu thành ngữ bắt nguồn từ điển tích của Sở Trang Vương. Sở Trang Vương muốn thay thế nhà Chu nên đã hỏi dò bằng câu chim chiếc đỉnh lớn nhỏ nặng nhẹ thế nào. Sau biết nhà Chu còn ảnh hưởng đối với các chư hầu nên đã dẫn quân về. Biết đỉnh dùng để làm gì không? Biết chứ trong tiết lịch sử giáo viên có nói hầm thịt luộc thịt nhiếp cửu la đáp được rồi tôi biết trình độ của anh nằm ở đâu rồi tôi sẽ nói từ đầu cố gắng nói thật cặn kẽ bốn vấn đề anh hỏi tôi đều sẽ nói khi tôi nói anh không được ghi âm chỉ việc nghe thôi cố gắng đừng nói chuyện trừ phi tôi hỏi sau khi nói xong tôi sẽ cho anh chút thời gian và giải đáp một vài vấn đề có thể nói cho anh biết những gì tôi sắp kế không ít chắc chắn sẽ khô miệng anh nhỏ châm thêm trà cho tôi. Nói rồi cô nhấc chén bia lên uống cạn. Viêm thác cũng phối hợp, sách ấm trà lên rót cho cô chén đầu tiên. Thời thượng cổ, mọi người không hay đi du lịch. Một là do không có nhiều phương tiện đi lại. Hai là hồ sói đáy đường, độ nguy hiểm của việc đi đó đây cao. Nên phần đông mọi người đều chỉ sống cả đời ở quanh nơi mình sinh ra. Cũng cho nên họ chẳng hay biết gì về việc của nơi khác. Tựa như người thuộc bộ tộc sinh sống ở phương Nam chẳng biết tuyết là gì. Hay người quanh năm suốt tháng sống dựa vào khe suối, xương sớm tại vùng hạn, cũng chẳng thể ngờ tới trên đời này còn có sông rộng biển dài, trong biển có cả cả dữ ăn thịt người. Thế nhưng vương thì khác, người có thể làm vua không thể không biết bờ cõi của mình như thế nào và phong tục các chốn ra sao. Nhiều thuấn vũ nhường môi không phải cứ tìm được người thừa kế rồi truyền môi vị cho người đó là xong mà sau khi tìm được người kế vị, phải bôi dưỡng, rèn luyện, khảo sát người ấy. Trong sử ký có ghi lại rằng đế Tuấn tiến cử vũ làm người kế vị với trời. Năm thứ 17, đề thuần thoái vị, câu này nói lên rằng sau khi Tuấn lập vũ làm người kế vị, đã khảo sát vũ ít nhất 17 năm. Trong 17 năm đó, thuần giao cho vũ đủ thứ việc, làm tốt mới có tư cách tiếp tục là người kế vị còn nhiều lần làm lỗi sẽ đổi người khác lên ngay. Nhiều thuấn vũ, ba vị vua hiền thời cổ đại. Cho nên chị Thủy chỉ là công việc quan trọng hàng đầu mà đế thuấn giao cho đại vũ thôi. Trong 17 năm ấy, đại vũ không chỉ chị Thủy mà còn đi tuần cửu châu, khảo sát dân tình. Sau khi vũ lên làm vua, đã ra lệnh cho cửu châu cống đồng xanh để đúc thành 9 chiếc đỉnh lớn. 9 chiếc đỉnh này không phải dùng để hầm thịt, luộc thịt mà là đó lễ mỗi đỉnh tượng trưng cho một châu, cũng có thể nói chiếc đỉnh là số ghi chép của từng địa phương. Đại vũ sai người khắc họa hết những nơi, những vật kỳ lạ mình gặp được khi đi tuần các châu lên đỉnh. Trong tà chuyện hát cũng cho rằng những hình vẽ khắc trên đỉnh là bản đồ và những loài thủ lạ chỉ nơi ấy mới có. Bạn có thể coi nó như sổ tay du lịch, dù chưa từng tới nhưng xem số tay cũng có thể biết được nơi ấy có danh lam thắng cảnh, đặc sản, thủ giữ gì. Bản sử ký thời chiến quốc, mọi người thường cho rằng tác giả của nó là Tả Khâu Minh. Nhưng một nhà sử học hiện đại Trung Quốc cho rằng mô Khôi Môi là tác giả hán sử kỳ này và cái tên là chuyện bắt nguồn từ quê hương Tả Thị của ông. Không được ghi âm, viêm thác đành phải việt lại. Áp viết chú trên điện thoại viêm thác vẫn luôn trong trạng thái mờ. Nghe tới đây anh gô vào hai từ sách đình. Thời đại tri thức không được phổ cập rộng rãi, rất cần loại sách đình như này anh nhớ tới ông Vũ chị Hoa từng nói khi thắp nhang vái chiếc đỉnh đồng. Chẳng lẽ ông Vũ này là đại vua? Nhếp cửu la nhấp một ngụm trà, gấp mấy đùa thức ăn rồi mới tiếp tục, hỏi anh một câu, đất đai ở mọi nơi trên thế giới đều giống nhau à? Viêm thác suy ngẫm một thoáng, chắc là không, khoáng chất khác nhau, độ béo cũng không tương tự. Màu sắc thì sao? Màu sắc cũng khác luôn, tôi nhớ ở Đông Bắc gọi là đất đen, vùng thiểm bắc gọi là đất vàng cao nguyên còn phía nam là đất đỏ. Đương nhiên Chín Châu do Đại Vũ chia không giống với bản đồ hiện tại. Có một quyển sách tên là Vũ Cống ghi lại địa hình, chất đất, sản vật của các nơi. Mọi người bảo Đại Vũ là tác giả quyển sách ấy nhưng hiện tại đã có nhà sử học nói là không phải chẳng cần biết có phải hay không. Dù sao nó cũng là tiêu chuẩn dân cống vật do Đại Vũ thiết lập từ tình huống khác biệt từng vùng nói đơn giản hơn là không thể cất cả một nhát dao. Nơi đầu đất đai màu mỡ, mưa thuận gió hòa, lương thực sản xuất ra tất nhiên cũng nhiều và thuế phải giao nộp cũng tăng lên. Và ngược lại, vùng cần cỗi, mạ chẳng cao nổi ba tấc thì tất nhiên thuế lương thực cũng phải miễn giảm. Đại vụ khảo sát màu sắc, độ màu mỡ đất đai và sản vật của cửu châu như vậy. Trong đó có một châu tên Lương Châu, Phạm vi cụ thể không rõ nhưng đại khái là ở phía nam núi Hoa Sơn, nằm giữa huyện Hắc Thủy. Áp vào khu vực hiện tại thì vùng Thạch Hà chúng ta từng tới và rất nhiều địa phương của vùng núi Tần Ba đều thuộc về Lương Châu. Trong sử ký nói nơi này là ruộng bậc 7, độ phì nhiêu bậc 8, nhóm 3, ý là đất đai nơi này được xét bậc 7, độ màu mờ bậc 8 thì lúc thu thuế không thể thu quá gắt, thu theo nhóm 3 là được bên trong còn viết đất này xanh đen để nêu rõ đất nơi đây có màu xanh đen nên còn được gọi tắt là đất xanh phân biệt với các loại đất đỏ đất trắng đất đen vi vi nơi khác viêm thác nuốt nước miếng bấm xuống dòng ghi tiếp hai từ đất xanh đây là lần thứ hai anh nghe thấy từ đất xanh rồi lần đầu là khi vái đỉnh đồng chị hoa nhắc tới đất xanh kết đông trổ hoa kết quả nhếp cửu la liếc qua màn hình điện thoại của anh Đợi anh viết xong cô mới nói tiếp, kiểu người như răng chó có tên cổ là củ đất và được khắc trên chiếc đỉnh của Lương Châu nói này lát nữa tôi sẽ sửa. Anh cứ nghe trước vậy đi. Câu viêm thác giật mình, nhếp cửu la kể từ thời thượng cổ làm anh tưởng còn rất lâu nữa mới đến chủ đề trình, không ngờ lại nhanh như vậy. Anh vội hói, đất là, đất đai hả, thế xì ao nào? Xì ao có chữ điều bên trên, chữ mộc mờ u bên dưới ấy hóa ra là củ si ao. Anh không hỏi nữa mà dơ đùa lên gắp một miếng dạ dày bỏ, nhai như nhai sáp. Củ đất, hóa ra đó là củ đất. Trong tên củ đất có chữ đất, rất trực quan, bởi vì củ đất từ dưới đất đi lên, hơn nữa chỉ có ở đất xanh. Anh cứ coi chúng như thực vật cho dễ hiểu, đất khác không chống ra được củ đất mà chỉ đất xanh mới chống được. Hoặc có thể hiểu thế này, các loại đất khác như đất đỏ, đất trắng gì đấy đều có hại với củ đất, nó chỉ có thể ra được khói đất xanh. Nói tới đây, nhếp cửu la ngần đầu nhìn viêm thác, biết chín chiếc đỉnh đâu rồi không? Viêm thác đáp, còn chôn dưới mặt đất hoặc trong bảo tàng. Anh thật sự không biết chín chiếc đỉnh đỏ ở đâu nhưng đồ làm bằng đồng xanh rất bến, khả năng hôm hóc là rất thấp nên có thể nó đang đợi khai quật hoặc đã được khai quật rồi. Nhìn nét mặt của nhếp cửu la, chắc hẳn hai suy đoán này anh đều sai bét. Thời buổi ấy chín chiếc đỉnh chắc phải có địa vị ngang với Ngọc Tỷ. Sau khi nhà Hạ Diệt Vong chín chiếc đỉnh thuộc về nhà Thương, hết Thương về với Chu. Đến thời Đông Chu, chiếc đỉnh còn tồn tại bởi vì Sở Trang Vương từng phái người đi hỏi đỉnh lớn nhỏ nặng nhẹ nên người đời sau mới chơi chữ gọi mưu đồ đoạt quyền là Văn Đình. Sau thời Đông Chu, mọi người đều tưởng chín chiếc đỉnh vào tay nhà Tân. Sử ký cũng ghi lại năm 52. Chín đỉnh thuộc nhà Tần và trên dân gian còn có truyền thuyết nói rằng nước Tần có một vị vua lớn là do lúc nhìn thấy chín chiếc đỉnh, họ muốn bê lên từ độ nặng mà lại bị đè chết. Tóm lại là dấu tích cuối cùng của chín chiếc đỉnh trên lịch sử là ở thời Tần. Từ sau nhà Tần, các tư liệu lịch sử không còn nhắc tới chúng nữa. Những lời tôi nói sau đây anh cử coi như nghe giả sử, tin hay không tùy anh. Sau khi nhà Tấn có được chín chiếc đỉnh họ quyết định tìm chỗ để nó bởi vì nó không phải đồ chơi, không thích hợp mang theo bên người để ngắm nghĩa, mà vua cũng rất bận rộn, không thể vòng quanh cái đỉnh suốt ngày. Sau này nữa là tới lúc Tần Thủy Hoàng thống nhất sáu nước. Vào cuối thời kỳ thống trị, Tần Thủy Hoàng say mê việc tìm tiên xin thuốc trường sinh. Chuyện này được ghi lại rất nhiều trong lịch sử, có không ít người hiến kế nhưng đại đa số là lừa gạt. Tuy vậy trong số đó vẫn có hai người được Tần Thủy Hoàng để ý một người trong số đó là Tử Phúc với ý đồ ra biển tìm núi tiên ở. Truyền thuyết liên quan tới Tử Phúc có rất nhiều trên mạng, nếu thích anh có thể tự tìm. Một người khác là quan viên trông giữ chín đỉnh công việc trông đỉnh anh cũng biết đấy, rất nhàn hạ. Người trông coi có vô số thời gian nghiên cứu suy nghĩ. Ông ta thưa với vua rằng trên đỉnh Lương Châu có ghi củ đất, củ mọc ở đất xanh. Củ đất có hai đặc tỉnh, một là thích châu báu thích ở đây mang nghĩa muốn ở bên châu báu. Cú đất thích sống gần những quặng quý như vàng bạc châu báu gì đó. Vì có thể tìm được báu vật nhờ cú đất nên sau này cú đất còn có một biệt danh khác là thù người vàng. Bắt đầu nói tới điểm chính, viêm thác không còn tâm trạng ăn uống nữa. Anh nhớ tới lúc hỏi tức trả thử trên xe mình tên là gì, cô ta bảo mèo câu tai. Lúc đó anh còn tưởng cô ta mang mình ra làm trò cười nhưng nay mới biết mèo cầu tài và tua người vàng có chung một ý nghĩa, đều là hướng tới tài sản xa xỉ. Nhận thấy chén trà của nhếp cửu la sắp cạn, anh vội vàng xách ẩm rót cho cô chén nữa. Nhếp cửu la nói tiếp, tần thủy hoàng có cả thiên hạ, tất nhiên chẳng thèm ngó ngàng tới gần châu bóng. Nhưng đặc tình thứ hai thì khác, chắc anh cũng đoán được, nhan sắc của cú đất luôn giữ ở thời thanh xuân, chẳng những sống được lâu mà còn không có dấu hiệu già cả, làn da luôn căng bóng và lông tóc nguyên màu. Trong đầu viêm thác hiện lên gương mặt Lâm Hỷ Nhu. Dì Lâm, Lâm Hỷ Nhu bao nhiêu năm nay vẫn không chút thay đổi. Từ nhỏ tới lớn anh đã phải chuyển nhà mấy lần, có lẽ là do Lâm Hỷ Nhu không già đi, sợ người xung quanh phát hiện nên mới làm vậy. Anh không thể kìm nén nổi sự tò mò, thê cú đất. Là cái gì? Nhất cửu la chẳng đáp lại câu hỏi ấy thời thượng cổ còn được gọi là thời đại xưng thần do có quá nhiều vị thần có năng lực khác người và những quái vật kỳ lạ hạ thương là một thời kỳ quá đổ chắc hẳn nó có tồn tại nhưng lại thiếu sách sử ghi chép đến cuối thời tây chu tất cả mới đột nhiên rõ ràng có tư liệu lịch sử có minh chứng thực tế có chế độ quan lại tập tục lễ nghỉ có luôn cả nhân vật cụ thể những hành động tranh chấp chẳng khác mấy thời nay những thứ kỳ lạ trên chiếc đỉnh đi đâu mất thì không ai biết. Có người đoàn là đã xảy ra một cuộc thanh trừng và thời gian diễn ra cuộc thanh trừng ấy năm ở thời đại hạ thương không có tư liệu lịch sử để lại. Người có thể lên làm hoàng đế sẽ không gửi gắm mọi hy vọng vào một chỗ nên con thuyền ra biển Tân Thủy Hoàng sai người làm mà bình lính tìm củ cũng luôn được điều động. Tìm cú ư, viêm thác giật mình, thời Tân Thủy Hoàng, cú đất. Đã chỉ còn là truyền thuyết rồi ư đúng vậy tôi vừa nói đó thôi dường như trước đó đã xảy ra một cuộc thanh trừng nên đến thời tân gần như không trông thấy những sinh vật kỳ quái trên đỉnh nữa thật ra cũng có khả năng là phạm vi hoạt động của con người luôn mở rộng khiến lãnh thổ của những sinh vật đó bị mòn dần chúng phải ẩn núp kỵ hơn hoặc thậm chí là tuyệt chủng anh đừng tưởng con người không mạnh bằng thủ dữ mà coi thường tuy không có ưu thế về thể hình và sức lực nhưng con người có số lượng đông một trọi một Mười trọt một vẫn không ăn thua thì 100 đấu một chẳng phải xong mà. Tóm lại thời tần thủy hoàng, củ đất đã chỉ còn ở trong truyền thuyết rồi. Mà sở dĩ câu chuyện của Từ Phúc được lưu truyền rộng rãi còn củ đất lại chẳng ai biết tới là do trên sách đỉnh củ đất được gọi là tù dữ, quỷ quái, nó khát máu, thích ăn thịt. Mà điều đáng sợ hơn cả là những ai bị củ đất cần hoặc cào chảy máu, trên cơ bản sẽ không chữa được một khi vết thương ấy bị lông thủ cầm dễ nảy mầm, mọc dài ra thì người đó cũng chẳng khác gì thủ giữ tìm tiên xin thuốc có liên quan tới thần tiên, nghe vừa cao cấp vừa lãng mạn. Còn chuyện tìm củ chẳng vẻ vang gì nên tất nhiên cũng phải giữ kín như bưng. Khoảng những năm 210 trước công nguyên, tức là một đêm nọ của hơn 2.200 năm trước, con thuyền của tử phúc xuống biển tìm tiên. Cùng lúc ấy đội quân tìm củ đó thường trùm khăn đen trên đầu nên còn được gọi là đội quân trùm khăn đất xanh thuộc rừng già Nam Ba. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.